răng rất là nhạy cảm, và nếu mà chọn cái bàn chải không phù hợp thì răng sẽ dễ bị chảy máu chân răng. Chính vì thế là mình rất cần tìm một cái bàn chải mà lông bàn chải mềm. Cái bàn chải đấy còn phải giúp mình đánh sạch, chải sạch những cái mảng bám thức ăn ở trên răng nữa. Vì thế là mình khá là kén chọn trong việc chọn bàn chải đánh răng. Nhưng cái bàn chải Wangta này ấy, thì mình sử dụng và cảm thấy là nó khá là thích hợp với răng của mình. Lông bàn chải Wangta được thiết kế hai lớp lông tự nhiên và nó rất là mềm. Tuy là nó không nhỏ gọn như những bàn chải khác, nhưng mà khi mà mình đánh răng ấy thì mình không cảm thấy là răng mình, cái lợi của mình nó bị đau hay là chân răng bị chảy máu như trước nữa. Mặc dù mình đã sử dụng qua rất là nhiều loại bàn chải, nhưng cái loại bàn chải này mình thấy khá là ưng ý. Bàn chải Wangta này khi mà mình mua thì nó sẽ tặng kèm cả một cái nắp để kiểu bảo vệ kháng khuẩn cái bàn chải mình khi mà mình sử dụng xong. Khi mà mình sử dụng xong mình có cái nắp này thì nó sẽ kiểu có bọ hay là có ruồi nhặng gì đấy. Bàn chải nó sẽ bảo vệ cái bàn chải của mình luôn trong trạng thái sạch sẽ. Không những thế, nó còn tặng kèm một cái mà cái này gọi như là cái miếng dán, như kiểu mình dán lên trên tường ấy, xong mình để như này thì nó sẽ rất là gọn và tiện dụng trong gia đình khi mà mình sử dụng. Bàn chải này thì nó có rất là nhiều loại và nhiều size. Cái loại này là bàn chải than tre và thiết kế rất là đẹp, đơn giản theo đúng kiểu style của Hàn Quốc ấy. Theo cái kiểu của Hàn Quốc rất là đơn giản, màu thì là những màu nhẹ nhàng và nữ tính thôi. Còn những loại bàn chải khác nhau thì có những màu lông bàn chải khác nhau rất là bắt mắt. Và ngoài ra không chỉ có bàn chải dành cho người lớn mà cũng có bàn chải dành cho trẻ em nữa. Và bàn chải dành cho trẻ em này thì thiết kế rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi cho những ai mà có con nhỏ hay là em bé, những ai mà có con nhỏ ấy, mà để các bé đi học ấy thì bàn chải rất là tiện lợi, rất là xinh, bỏ vào ba lô các thứ để mang đi học. Bàn chải này với cái thiết kế như thế này ấy, thì giá thành cũng rất là phải chăng thôi, nó cũng ngang ngửa với các giá với giá của bàn chải của các hãng bàn chải khác. Và bàn chải này thì hiện tại mình tìm thì đã thấy và thấy là nó đang bán ở Lotte, nên là nếu ai có kiểu hứng thú hay là có nhu cầu sử dụng thì hãy tìm đến Lotte và mua dùng thử.